Hôm nay chúng ta làm một bài tập giúp cho chúng ta giảm căng thẳng và có thể thư giãn vùng cổ vai gáy. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Rồi từ từ thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm hai vai, hơi kéo cùi chỏ về gần thân người, đẩy thân trên ra phía sau và hơi cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Từ đây nhẹ nhàng hơi khép cằm lại, thả mềm hai đầu vai, thả lỏng cột sống. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ rơi xuống, thả lỏng hông, lưng, vai. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài trong sự thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng các đốt sống. Lần ba, hít vào thật sâu, cảm nhận các đốt sống đang được vươn dài lên. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả mềm các cơ. Một lần nữa, hít vào thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, xả khí, thả mềm cơ, thả lỏng vai, cổ, gáy. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn, kích hoạt đan điền. Từ từ hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, hơi cuộn hông, thả mềm vai. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, thở hết ra. Từ đây, hít thở điều hòa, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi, quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Vì hơi thở là cây cầu kết nối giữa tâm trí, cơ thể và cảm xúc, nên hãy thả lỏng hơn nữa, gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên, chỉ tập trung vào nhịp thở để cảm nhận khi bạn hít vào. Có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, hít vào thật nhẹ và thở ra thật êm, hít vào trong mạnh khỏe, thở ra những ốm yếu. Hít vào trong hạnh phúc. Thở ra những đau buồn. Hít vào. Thở ra. Quan sát nhịp thở và thả lỏng gương mặt.
thả lỏng cổ gáy, đôi vai và nhịp thở. Sau một vài nhịp thở, từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Ôi, từ từ đưa hai tay áp vào vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, mềm vai, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra khép cằm, thu về cổ, thả chìm hai vai, thả lỏng hai cánh tay. Lần hai, hít thật sâu, đẩy đốt sống ngực, vươn cằm, mềm vai. Thở ra thật chậm, khép cằm, chìm sâu hai đầu vai, quan sát gáy cổ phía sau được kéo sẵn. Lần ba, hít vào thật sâu, hơi mím môi, đẩy cằm, quan sát da cổ phía trước được kéo sẵn. Từ từ khép cằm, thu về cổ, thở ra thật chậm. Thả mềm vai, cảm nhận gáy cổ phía sau được giãn sâu. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay, khép cằm lại, chìm sâu hai đầu vai xuống. Từ đây, thả mềm hai vai và cánh tay. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm sang bên trái, nâng lên. Hãy ví chiếc cằm giống như cây bút chì vẽ hình ô vuông. Thở ra đưa cằm sang phải, hướng xuống dưới. Hít hai, xoay sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra đưa sang phải, hướng xuống dưới. Mở rộng biên độ, thả mềm đôi vai. Hít ba, đưa cằm sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra thật chậm, đưa sang phải, hướng xuống dưới. Hai lần nữa, hít vào sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra sang phải, hướng xuống. Một lần cuối, hít vào sang trái, nâng lên. Và thở ra thật chậm, sang phải, hướng xuống. Từ đây, đảo chiều, hít vào, xoay cằm sang phải, nâng lên. Thở ra, sang trái, hướng xuống. Hít hai, sang phải, nâng lên. Và thở ra, sang trái, hướng xuống. Hít ba, sang phải, nâng lên. Từ từ thở ra, sang trái, hướng xuống. Hai lần nữa, hít sâu sang phải, nâng lên. Thư giãn và giảm căng thẳng gáy cổ. Thở ra sang trái, hướng xuống. Một lần cuối, hít sâu sang phải, nâng lên. Từ từ thở ra sang trái, hướng xuống. Rồi từ đây, hít vào nâng đầu trở về thẳng. Thở ra thả mềm đôi vai.
Tay trái nâng lên hít thật sâu. Thở ra đặt tay trái qua mang tai phải. Nghiêng đầu qua bên trái, thở hết ra thả chìm vai phải. Đưa ý thức về cánh tay phải. Lật ngửa bàn tay phải, hít vào vươn cánh tay phải, nâng lên. Úp lòng bàn tay phải xuống thảm, thở ra đẩy cánh tay phải ra phía sau. Xoè rộng bàn tay, mềm đầu vai phải xuống, quan sát vùng chéo cổ bên phải được kéo sẵn. Hít hai lướt cánh tay phải, nâng lên, rất tốt. Từ từ thở ra úp lòng bàn tay phải, tạt tay phải ra phía sau, chìm sâu đầu vai phải xuống. Hai lần nữa hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra chìm sâu cánh tay phải, đưa ra phía sau, mềm đầu vai phải xuống, kéo sẵn. Một lần cuối, hít vào, lướt cánh tay phải, nâng lên. Mềm mại thở ra, lòng bàn tay phải hướng ra phía sau, đẩy căng cánh tay mềm đầu vai phải xuống. Hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, mềm cánh tay, 3, 2, 1, nhẹ nhàng gập cùi chỏ tay phải, đưa tay phải qua eo lườn trái. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào đẩy duỗi ngực về phía trước, thở ra chìm sâu cùi chỏ tay phải và vai phải hướng xuống thảm. Quan sát các đốt sống ngực được duỗi, toàn bộ vùng chéo cổ bên phải được giãn, hơi quận mông hướng xuống thảm để làm đầy thắt lưng. Hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, thu tay phải trở về thảm, thở ra nâng đầu, thu tay trái trở về. Từ đây chúng ta đổi chân. Nhẹ nhàng đưa tay phải nâng lên hít thật sâu, đặt tay phải vào mang tay trái, thở ra nghiêng đầu qua bên phải. Mềm sâu vai trái xuống, đưa ý thức về vai trái, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra, đưa tay trái ra phía sau, chìm thật sâu đầu vai xuống, đưa sâu ra phía sau. Lần hai, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, có thể hướng về phía trước, ngửa bàn tay. Thở ra, úp lòng bàn tay tạt ra phía sau thật sâu, mềm đầu vai xuống. Lần 3, hít vào thật sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại thở ra, úp lòng bàn tay trái, thả chìm đầu vai, đẩy cánh tay ra sau. Một lần cuối, thật chậm, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại thở ra, xoay vai trái, đưa tay trái ra phía sau thật sâu. Mềm đầu vai trái xuống, hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ đây, nhẹ nhàng hít vào gập cùi chỏ tay trái, đưa bàn tay qua eo lườn phải, đẩy đốt sống ngực về phía trước, thở ra cuộn xương cụt hướng xuống thảm, mềm vai trái, mềm cùi chỏ trái. Hít thở đều, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng chéo cổ bên trái, toàn bộ vùng hông, lưng và đốt sống ngực được giãn duỗi. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, thu tay trái, trở về thảm, thở ra nâng đầu trở về, thả lỏng tay phải, buông xuôi theo thân. Tiếp tục hai tay sang ngang, hít thật sâu, vươn dài cơ thể, chụm 5 đầu ngón tay. Thở ra đặt tay lên đầu vai, đưa ý về cùi chỏ hai tay, hít vào nâng hai cùi chỏ xoạc qua mang tay. Thở ra khép cùi chỏ hướng về mạn sườn. Hít hai xoay vai đẩy cùi chỏ xoạc qua mang tay. Thở ra xoay hạ chìm vai xuống. Hít ba nâng lên đẩy ngực và thở ra hạ mềm quận mông. Hít bốn nâng lên vươn dài ngực
và thở ra hạ mềm vai, khép cằm, cuộn mông. Một lần nữa hít vào, nâng lên và từ từ thở ra. Từ đây, chúng ta xoay ngược lại, hít vào, nâng lên, xoạc qua mang tai, thở ra. Hít hài lên nào và thở ra. Hít bà lên nào và thở ra. Hít bốn lên nào và thở ra. Một lần cuối, hít vào lên nào. Từ từ thở ra. Rồi từ đây thả lỏng hai tay. Duỗi gối chân phải của bạn sang ngang, dựng cổ chân phải lên. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Hạ tay phải xuống trong đùi phải, thở ra mềm cùi trỏ phải, vươn dài cánh tay trái áp tay. Quan sát eo lườn trái được kéo giãn. Thật chậm, xoay vai trái, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Hạ tay trái xuống ngang hông trái, trượt dài ra xa. Hạ mềm cùi trỏ trái, nâng mông phải, thở ra lướt cánh tay phải, áp tay. Quan sát eo lườn phải được kéo giãn. Từ đây hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra đưa chân phải về giữa thảm, xoay úp hông phải, luồn tay phải qua nách trái, úp hông xuống thảm. Quan sát vùng vai, hông, lưng được kéo giãn. Nhấn lực về tay trái, từ từ hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên, dựng cổ chân phải. Thật chậm, thở ra úp hông phải, luồn sâu tay phải qua nách trái, rút rốn cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Hai lần nữa, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên, mở ngực phải, dựng cổ chân phải. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, úp hông phải xuống, rút rốn vào trong. Một lần cuối, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên, rất tốt. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, úp hông phải xuống, rút rốn vào. Quan sát vai, lưng, hông, đặc biệt đốt sống lưng dưới, lưng giữa được kéo giãn. Nhấn lực về cùi trỏ tay trái, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Và thở ra thu tay phải trở về, nâng tay trái trở về, thu chân phải trở về, duỗi gối trái sang ngang, dựng cổ chân trái lên. Hai tay đưa sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu mềm vai. Hạ tay trái xuống trong đùi trái, thở ra mềm cùi trỏ trái, vươn dài cánh tay phải áp tay, dựng cổ chân lên chị Hương. Xoay vai phải, hít vào, từ từ vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải, trượt dài ra xa, mềm cùi trỏ tay, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Từ đây, hít vào lướt cánh tay trái, trở về thẳng, đưa chân trái về giữa thảm, xoay úp mu bàn chân trái. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau, rút rốn vào. Nhẹ nhàng hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, dựng cổ chân trái lên ạ. Thở ra luồn sâu tay trái, qua nách phải, úp hông trái xuống, giãn vai, hông, lưng. Hai lần nữa, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái. Thật chậm, thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Chúng ta làm chậm thêm một tí nữa. Một lần cuối, hít vào thật sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên. Mềm mại, thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, rút rốn vào. Từ đây, nhấn lực về cùi trỏ tay phải, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra hạ tay trái, trở về đùi trái, nâng tay phải, thu chân trái trở về. Hai bàn chân áp sát vào nhau trong tư thế hồ điệp. Đan tay vào nhau, kéo bàn chân, hướng gót về hông. Từ đây, đẩy duỗi ngực về phía trước, hơi quặn mông, mềm đầu vai xuống.
Rồi từ từ thả chìm hai gối, thả mềm hai đùi, rũ nhẹ khớp háng. Chị Hương đẩy đốt sống ngực về phía trước một tí. Khi mình đẩy như thế, thường là mọi người hay ngồi văn phòng, ngồi máy tính thì thường là bị gù lưng. Và tập sau một thời gian mình sẽ thấy cái lưng của mình nó thẳng ra. Rồi mình sẽ thấy cái chiều cao của mình nó không bị tụt đi nữa. Và nó có thể nó sẽ duỗi giãn ấy. Đo nhiều người tập yoga xong khoảng 1 năm bảo sao tại sao đấy? Tập xong lại cao lên được 2 phân. Thực ra là không phải cao mà là do cái lưng của mình ấy nó duỗi thẳng ra. Đó. Rồi chậm lại, chậm lại. Từ đây hít vào nâng hai gối, thở ra đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, mềm hai đầu vai xuống. Thở hết ra, gối hạ đến đâu, thân người gập đến đó, duỗi dài các đốt sống, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai và cánh tay, duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, tách hai tay, hướng cùi chỏ tay, ngửa bàn tay xuống thảm. Rồi khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn về bàn chân hoặc rốn. Quan sát vùng chậu và khớp háng đang được giãn ra. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào duỗi ngực, chống bàn tay, nâng thân người trở lại. Tiếp tục khép hai gối, đan tay. Thở ra đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mềm hai đầu vai xuống. Thở hết ra, hạ mềm hai gối và đùi, gập sâu thân người, hướng xuống thảm, duỗi dài hông lưng, thả mềm đuôi vai, hạ trán mũi trở về thảm, thả chìm hai cánh tay, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên. Đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mềm hai đầu vai xuống. Thở ra một lần nữa, gập sâu thân người hướng xuống thảm, tay vẫn bắt ở chân. Duỗi dài hông ra phía sau, duỗi dài ngực ra phía trước. Từ từ khép cằm thu về cổ, có thể hạ trán mũi trở về thảm. Hít thở đều và giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng thân người trở lại. Thở ra duỗi hai chân về phía trước, dựng cổ chân, hai tay đưa ra phía sau. Rồi rũ nhẹ khớp gối. Rồi từ từ hít vào duỗi mũi chân về phía trước, đưa ý về mũi chân. Thở ra đạp căng gót chân, nâng gót chân, tách gót. Hít hai duỗi mũi chân và thở ra đạp căng gót. Hít ba và thở ra. Hít bốn và từ từ thở ra. Hít năm và thở nào. Rồi từ đây hạ gót chân xuống thảm. Gập các ngón chân, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả. Và xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, mở rộng biên độ, đưa ý về mũi chân. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây thu hai chân trở về giữa thảm, trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm, duỗi mềm hai mũi chân. Hướng ngón tay về phía trước đi Giang. Đúng rồi, làm sao cho hai ngón giữa nó song song. Rồi từ đây mềm hai mũi chân ra, linh tách bàn tay thêm một tí nữa. Chị Hồng đưa cái cổ tay ấy, hướng các ngón tay vào trong. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt rồi. Rồi Vân nâng cổ lên, cổ bị sập rồi.
khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn về giữa hai ngón tay trỏ. Từ đây, nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, quan sát vùng lưng được kéo giãn. Đưa ý thức và hơi thở về vùng xương cụt và cột sống. Hít vào quận xương cụt hướng lên trên, chúng thắt lưng, sút rốn, mềm vai duỗi ngực, kỳ vai xa tai. Từ từ thở ra, quận đỉnh mông hướng xuống thảm, quận tròn các đốt sống, đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, sút rốn vào trong. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Quan sát sự chuyển động và sự giãn duỗi. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm thả lỏng thở hết đi nào. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, sút rốn vào trong. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, nâng chân phải, duỗi dài gối, hạ ức bàn chân phải xuống thảm, úp hông phải xuống. Hít vào, nhấc chân trái đưa ra phía sau, duỗi mềm mũi chân. Thở ra, xoay gót chân phải hạ xuống thảm. Đúng rồi, nhấn lực về tay trái. Hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên. Xoay vai trái, thở ra, một. Hít vào, nâng lên. Thở ra, từ từ hạ tay trái, trở về thảm. Thu chân trái, trở về. Hít vào, thu chân phải, trở về. Thở ra, đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước. Ý thức về chân trái, hít vào, nhấc chân trái, duỗi dài gối, hạ ức bàn chân, úp hông trái xuống. Thở ra, nhấc chân phải sang bên phải, duỗi mềm mũi chân. Hạ gót chân trái, xoay mềm chân trái, nhấn lực về tay phải, hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra, xoay vai trái, vươn dài, áp tay. Hít thật sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra, hạ tay trái, trở về thẳng. Chú ý liên tục đưa cảm hướng theo tay. Từ đây, thu chân phải về, thu chân trái về. Tiếp tục nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi gối chân phải, đạp căng gót chân, hạ ức bàn chân phải xuống thảm, úp hông phải xuống. Thở ra, nhấc chân trái, đưa sang bên trái, duỗi mềm mũi chân. Xoay mũi chân phải, nhấn lực về bàn tay trái, thật chậm, hít vào, lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Xoay vai phải, hít vào, vươn cánh tay phải, nâng lên. Thở ra, hạ tay phải, trở về thảm. Thu chân phải, trở về. Thu chân trái, trở về. Nhấn lực về bàn tay, hít vào, đẩy lên vai. Thở ra, đẩy xuống hông, duỗi giãn lưng. Nhẹ nhàng hít sâu, duỗi gối chân trái, hạ ức bàn chân. Chống ức bàn chân xuống, nâng cổ lên lịnh. Thở ra, xoay mũi chân phải sang phải, xoay gót chân trái hạ xuống thảm, nhấn lực về tay phải, hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái. Thở ra, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Hít sâu, xoay vai trái, lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ bàn tay trái, trở về thảm. Thở hết ra, thu chân trái và chân phải trở về. Lần ba, hít sâu, duỗi gối chân phải, đạp căng gót chân, úp hông phải xuống, chống ức bàn chân, nâng cổ lên lịnh, nâng lưng giữa nữa, lưng giữa đúng rồi. Thở ra, xoay chân trái hướng sang bên trái, xoay mũi chân phải, hạ gót chân phải, nhấn lực về tay trái, hít vào, lướt cánh tay phải, nâng lên.
Thở ra vươn dài cánh tay phải áp tay. Xoay vai phải, hít vào vươn cánh tay phải nâng lên. Thở ra hạ bàn tay phải trở về thảm. Thở hết ra thu chân trái và chân phải trở về. Đưa ý thức về chân trái, hít sâu. Duỗi gối chân trái, chống ức bàn chân trái xuống thảm, úp hông trái. Thở ra xoay chân phải sang bên phải, hạ mềm mũi chân. Rồi xoay mũi chân trái, hạ mềm gót chân trái xuống thảm. Nhấn lực về tay phải, hít vào vươn cánh tay trái, nâng lên. Mở ngực trái, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Xoay vai trái, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra hạ tay trái, trở về thảm. Thở hết ra thu hai chân trở về. Một lần cuối nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ vai đẩy xuống hông, duỗi giãn toàn bộ vùng lưng. Nhẹ nhàng hít sâu, duỗi gối chân phải, hạ ức bàn chân xuống thảm, úp hông phải xuống. Thở ra, xoay chân trái qua bên trái, xoay gót chân phải, áp lòng bàn chân xuống thảm. Nhấn lực về tay trái, hít vào lướt tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra, đưa tay phải, áp tay duỗi dài cơ thể. Hít vào, xoay vai phải, vươn cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ bàn tay phải, trở về thảm. Thở hết ra, thu chân phải và chân trái, trở về. Nhấn lực về bàn tay, nhẹ nhàng hít vào, đẩy lên vai. Thở ra, đẩy xuống hông, chú ý hai cùi trỏ tay. Từ đây, duỗi gối chân trái, hạ ức bàn chân xuống thảm, úp hông trái xuống, hít thật sâu. Thở ra, xoay chân phải sang bên phải. Xoay chân trái, hạ mềm trở về thảm, nhấn lực về tay phải. Hít vào, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái, xoay cằm mắt nhìn theo tay. Thở ra, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Xoay vai trái, từ từ hít vào, vươn cánh tay trái, nâng lên. Thở ra, xoay vai trái, hạ mềm bàn tay trở về thảm. Từ đây, thu chân phải và chân trái trở về thảm. Tách rộng hai gối. Hai ngón chân cái chạm nhẹ vào nhau, nâng cổ lên răng. Thở hết ra, quận xương cụt hướng xuống thảm, kéo dài các đốt sống, đưa mông hướng về gót chân. Thả mềm lưng, vai, cổ, gáy. Quận xương cụt hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng đáy thắt lưng, lưng giữa, lưng trên, đôi vai và cánh tay. Từ đây, đưa hai tay đan vào nhau, nâng bàn tay lên. Xoay cổ tay. Thư giãn cho cổ tay. Thả lỏng cổ tay. Và xoay ngược lại. Rồi nhẹ nhàng tách hai tay. Hai tay mở rộng bằng vai. Nhẹ nhàng áp má phải xuống thảm. Thật chậm. Hít vào thu tay trái đặt lên lưng. Ngửa bàn tay trái. Có thể đưa bàn tay ra phía eo lườn phải. Mềm đầu vai trái xuống. Thở ra chìm hông. Mềm ngực hướng xuống thảm. Mềm hơn nữa, có thể giãn duỗi vùng cổ gáy phía bên phải bằng cách nâng lên, duỗi dài và hạ mềm xuống. Quan sát sự kéo giãn, cảm nhận sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng cổ gáy, vùng vai, lưng và cột sống. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống thắt lưng, vai, gáy. Hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thả mềm các đốt sống vùng lưng, vai và vùng ngực. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thở hết ra. Một hơi thở nữa, hít vào thật sâu.
Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng, bạn thở hết đi nào. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, thu tay trái trở về thảm, duỗi dài cánh tay, thở ra áp má trái, hạ mềm xuống thảm. Đưa ý thức về tay bên phải, hít vào lướt tay phải đặt lên lưng, tạt bàn tay qua eo lườn trái, thở ra hạ mềm vai phải xuống thảm. Hạ mềm cánh tay, hít vào duỗi ngực, nâng cằm, thở ra hạ mềm vai, hạ mềm mang tay, hạ lưng trên, lưng giữa hướng xuống thảm. Quan sát sự giãn duỗi, từ đây đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, cổ gáy, lưng, lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Quan sát vùng vai, cổ và cánh tay bên phải. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Từ từ thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Từ từ thở hết đi nào. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thả lỏng và thở hết ra. Từ đây, đưa ý thức về tay phải, hít vào lướt cánh tay phải trở về thảm, hạ trán mũi trở về thảm. Thở ra kéo hai bàn tay về gần khớp gối, xoay rộng bàn tay, nhấn lực về bàn tay, hít vào nâng thân người trở lại, khép hai gối thu về. Chúng ta đưa về giữa thảm, đưa thân người về giữa thảm. Rồi. Một tư thế giúp mình mở ngực, mở vai, giúp giảm căng thẳng và đưa khí và oxy vào vùng ngực thật nhiều bằng cách mở tim, mở ngực. Hai lòng bàn tay hướng về ngực, đẩy đốt sống ngực lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, mềm hai vai và cùi chỏ. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, mở bung lồng ngực, đẩy đốt sống ngực về phía trước, nâng cằm vươn dài cơ thể về phía trước, hai tay ra phía sau. Từ từ thở ra thật chậm, đánh cong lưng ra phía sau, cuộn xương cụt hướng về rốn, khép cằm thu về cổ. Hai tay hướng về ngực, rút rốn đẹn, kéo xương mu về phía xương ức. Lần hai, hít vào thật sâu, đưa khí và oxy tươi trải dài khắp vùng ngực, trải rộng trong trái tim, mềm hai vai xuống. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ. Hai tay hướng về ngực, thở hết ra thải cặn khí ra bên ngoài, rút rốn vào sâu hơn. Lần ba, hít vào thật sâu, vươn dài trong sự mở rộng trái tim, mở rộng không gian của cơ thể để đón khí và oxy tươi. Từ từ thở ra thật chậm, thải hết những khí cặn, thải hết ra bên ngoài, khép cằm lại, rút rốn vào, kéo đáy chậu lên. Một lần cuối, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mở bung lồng ngực, mở rộng trái tim. Rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ, đánh cong lưng ra phía sau, đẩy hết khí cặn ra bên ngoài. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, lướt hai cánh tay nâng lên, nâng ngực vươn cằm. Thở ra từ từ hạ bàn tay trở về thảm. Thở hết ra nâng hông, chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông, hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Tiến hai chân về phía sau một bàn chân. Hai chân mở rộng song song bằng hông, xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm. Từ đây, hít vào kiễng hai gót chân nâng lên. Thở ra hạ gót chân trái xuống thảm, trùng gối phải, đưa rốn về gần đùi, quan sát đùi sau chân trái, toàn bộ vùng hông, lưng được kéo giãn. Hít vào kiễng trái,
Từ từ thở ra, hạ mềm gót phải, đưa rốn về gần đùi trái. Quan sát đùi sau chân phải và vùng lưng, vai, hông được kéo giãn. Cứ như vậy di chuyển từng bên, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, chú ý di chuyển chậm, đều và cảm nhận sự giãn phía mặt sau thân người. Cảm nhận cơ thể đang được đảo chiều trong không gian. Sau một vài chuyến đi bộ, từ đây đưa ý thức về chân trái thật chậm, hít vào kiễng gót chân, lướt chân trái nâng lên. Thở ra bước dài chân trái qua cạnh ngoài tay trái. Hạ mềm đầu gối phải trở về thảm, duỗi mềm mũi chân phải. Tiến hai tay về phía trước nửa bàn tay. Từ đây, hít vào duỗi ngực về phía trước, mềm hai đầu vai xuống. Thở ra khép cằm thu về cổ, thở hết ra nâng hông duỗi gối chân trái. Nhấc bàn chân trái, mềm vai và cùi trỏ, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Lần hai, hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, hạ mềm khớp háng phải, duỗi mềm hông lưng. Từ từ khép cằm thu về cổ, thở ra nâng hông lên, duỗi gối trái, nhấc bàn chân trái, mềm vai và cùi trỏ, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm lại, thở hết ra nâng hông duỗi gối trái, mềm vai và cùi trỏ, quận xương cụt. Cảm nhận cột sống, lưng, vai, hông và đùi sau chân trái được kéo sẵn. Một lần cuối, hít vào, đẩy thân người về phía trước, chìm sâu khớp háng phải, duỗi ngực, nâng cằm. Mềm mại thở ra thật chậm, khép cằm lại, duỗi gối chân trái, cuộn xương cụt, mềm vai, hạ lưng giữa xuống một tí chị Hồng. Rồi, hít thở đều và giữ ở đây, nằm tốt lắm nhỉ. 4, lưng của Vân đỡ bị gù đấy. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, đẩy chân trái về phía trước, chìm sâu khớp háng phải. Thở ra thu hai tay về vị trí, chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, đạp căng gót chân, nâng hông, duỗi người dài ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, thu chân trái trở về cùng chân phải. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngực. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy lên hông kiễng gót chân, đưa rốn về gần đùi, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân bên phải, hít thật sâu lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước dài chân phải về cạnh ngoài tay phải. Hạ mềm gối trái trở về thảm, duỗi mềm mũi chân trái, tiến hai tay về phía trước nửa bàn tay. Nhấn lực về bàn tay, hít vào đầy ngực, nâng cằm. Thở ra khép cằm thu về cổ, nâng hông, duỗi gối chân phải, nhấc bàn chân phải, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Hít vào lần hai, đẩy chân phải về phía trước, chìm sâu khớp háng trái, duỗi ngực, nâng cằm. Từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, nâng hông duỗi gối chân phải, nhấc bàn chân phải lên, quan sát sự căng giãn. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Cảm nhận sự chuyển động. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm, đóng khung sườn, rút rốn, duỗi gối phải, nhấc bàn chân, mềm vai và cùi trỏ xuống. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, khép cằm lại, duỗi gối, duỗi hông, lưng, vai, mềm cùi trỏ, hít thở đều và giữ ở đây, nằm tốt lắm. 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, đẩy chân phải về phía trước, chìm sâu khớp háng trái, thu hai tay trở về. Thở ra chống ức bàn chân trái,
nâng gối trái, đạp căng gót chân, duỗi hông. Linh nâng cái thân giữa lên tí nữa cho nó đỡ bị. Đúng rồi. Rồi rút rốn vào. Thở hết ra, bước chân phải trở về sau cùng chân trái đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Nhấn một lực về bàn tay. Từ đây, đẩy lên vai. Từ vai, đẩy lên hông. Nhẹ nhàng hít vào bước chân trái sang bên cạnh ngoài của thảm bên phải. Thở ra bước chân phải qua cạnh ngoài bên trái của thảm. Theo khả năng của mình ha. Hít vào trái tiến lên. Thở ra phải tiến lên. Rồi chỉnh bàn chân về sau hai bàn tay. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Tiến được không chị Hương? Đúng rồi, cứ lên chậm thôi. Rồi chỉnh bàn chân, hai chân rộng song song bằng hông. Duỗi toàn bộ hông, lưng. Nhẹ nhàng hít vào, nâng nửa thân người, hai tay ngang gối, duỗi dài hông lưng. Lưng song song với mặt thảm, đẩy thân người về phía trước, khép cằm thu về cổ. Linh hạ lưng trên xuống một tí nữa, nâng cổ lên, nâng cổ lên. Hai tay ngang gối, hai tay ngang hai bên cạnh gối, đừng ở trước gối, hai bên cạnh này. Chị Hồng, đúng rồi, hai bên cạnh này. Đúng rồi, tốt, chị Hà, hạ thêm một tí nữa lưng giữa. Đúng rồi. Chị Hương hạ lưng giữa một xíu nữa. Vân hạ lưng giữa một xíu. Rồi, chí rất là thẳng. Từ từ thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Giảm áp lực cho tay vai. Giãn toàn bộ vùng vai, hông, lưng và cột sống. Nhẹ nhàng hít vào, đưa hai bàn tay nắm lấy hai cùi trỏ. Từ từ thở ra, đưa thân người qua bên trái. Nhẹ nhàng hít sâu qua bên phải. Thật chậm. Thở ra sang trái. Hai lần nữa hít vào sang phải. Và từ từ thở ra sang trái. Một lần cuối hít sâu sang phải. Và thở ra sang trái. Rồi từ đây hít vào về giữa. Hạ bàn tay trở về thảm. Thở ra từ từ hạ mông trở về thảm. Rồi chúng ta xoay người. Đầu ở phía trên, chân ở phía dưới. Sau đó duỗi hai chân, hạ hai cùi trỏ tay xuống thảm. Rồi từ từ hạ lưng xuống thảm. Trở về trong tư thế cây cầu. Co hai gối lại. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay buông xuôi theo thân. Chách một góc 45 độ. Khép cằm lại răng. Rồi duỗi ngực về phía trước. Đưa ý thức về vùng xương cụt, mềm vai, hông, lưng. Từ đây, hít vào quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ đẩy hông lên, khép cằm thu về cổ. Hết biên độ, kéo xương mu về phía xương ức. Hai tay luồn ra phía sau lưng, đan tay, duỗi thẳng cánh tay. Lách vai trái vào trong, lách vai phải vào trong. Rồi tiếp tục đẩy hông. Duỗi cằm, duỗi ngực, quan sát sự căng giãn toàn bộ mặt trước thân người, toàn bộ vùng vai. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, tách hai tay, giữ nguyên vai, giữ nguyên vai. Từ từ thở ra, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Thả mềm các cơ xung quanh lưng. Khi hạ mềm đốt sống cuối cùng xuống thảm, hít vào nhấc vai và lưng trên lên. Thở ra duỗi giãn toàn bộ vai và lưng trên, hạ mềm xuống thảm. Từ đây, duỗi gối chân trái dựng cổ chân. Hít vào co gối phải, đan tay vào nhau. Thở ra kéo gối phải hướng về ngực, trở về trong tư thế ống bễ. Tư thế này rất tốt cho lưng, rất tốt cho dạ dày. Khép cằm thu về cổ, mềm hai vai, quận xương cụt hướng xuống thảm. Hít sâu nới lỏng gối phải. Từ từ thở ra kéo gối phải hướng về ngực, mềm hai vai. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm hít vào duỗi gối chân phải.
Thở ra co gối trái hướng về ngực, dựng cổ chân phải lên, hai tay đan vào nhau, ôm gối trái, thở hết ra, kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Nhẹ nhàng hít thật sâu, nới lỏng gối trái. Từ từ thở ra thật chậm, kéo gối trái hướng về ngực, mềm vai khép cằm lại, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Hít thở đều và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm hít sâu, duỗi gối chân trái hạ xuống thảm, tách hai gót chân sang hai mép thảm, mũi chân ngoài mép thảm, rồi đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên, nhấc lưng dưới duỗi dài và hạ mềm xuống thảm, nhấc vai, nhấc đầu và lưng trên, từ từ hạ mềm xuống thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, trách một góc 45 độ, thả mềm cơ thể, thả lỏng đôi vai. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm, tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận thật sâu sự thả lỏng từ các ngón chân. Sự thả lỏng này trải dài trong lòng bàn chân, lan tỏa lên cổ chân, trải dài xuống mu bàn chân và bắt đầu lan tỏa lên bắp chân, tràn sâu vào hai khớp gối, hai bên đùi và khớp háng. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa lên vùng bụng, trải dài lên vùng ngực. Các cơ quan nội tạng bên trong đang được thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa lên vùng cổ, gáy, tràn sang hai bên vai, xuống hai cánh tay, cẳng tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Tiếp tục, hãy hướng sự chú ý và thả lỏng từ cổ gáy, tiếp tục lan tỏa lên vùng đầu, phía sau đầu, tràn lên đỉnh đầu và từ từ tràn xuống vùng trán, hai khuôn mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm đang được thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Mọi căng thẳng, lo lắng hầu như tan biến. Cảm giác cơ thể của bạn giống như những làn sóng đang lăn tăn, trôi trên mặt nước.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi. Lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải. Sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. 3 vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Từ từ trở về giữa. Hai chân co lại. Hai tay đưa cao qua đầu, mở hai cùi chỏ sang hai bên. Các ngón tay hướng vào nhau. Mở cùi chỏ sang hai bên nữa chị Hồng. Đúng rồi. Từ từ nâng hai chân lên. Co gối lên. Hít vào đổ hai gối sang bên trái cao nhất có thể. Xoay cằm qua bên phải, hạ chìm hai bàn chân xuống. Mềm hông, lưng, vai, ngực. Quan sát vùng ngực, vùng vai được mở rộng. Cột sống được vặn xoắn. Hông và lưng được duỗi. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Rồi từ đây, hít vào đưa hai chân trở về giữa, thân người trở về thẳng. Thở ra, khép hai gối sát vào thân người, đổ thân người qua bên phải, xoay cằm qua bên trái, mở ngực, duỗi hông. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng ngực, sự duỗi toàn bộ vùng hông và vặn xoắn của các đốt sống. Tiếp tục hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Rồi từ đây, hít vào thu hai chân trở về giữa. Thu hai tay trở về xuôi theo thân. Thở ra nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại phía trước ngực, từ từ xoa nóng đôi bàn tay. Xoa thật nóng lên. Thật nóng, thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa, thêm chút nữa. Nhanh tay đưa áp vào vùng mắt, thẳng lưng. Quan sát hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.